Thu Thủy xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin sáng nay, ngày 13 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Bắc Ninh khẩn trương dập dịch sau khi ghi nhận chùm ca mắc cộng đồng. Huế bỏ áp dụng cách ly tập trung người về bằng đường hàng không. Trong khi đó, Đà Nẵng áp dụng cách ly tại nhà đối với người về địa phương. Các bệnh viện tại Đà Nẵng tiếp tục chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Phân bổ hơn 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho 10 tỉnh thành. Trên thế giới, Moderna sẽ không chia sẻ công thức chế tạo vaccine. Hàn Quốc muốn sống chung với đại dịch. Thái Lan ghi nhận hơn 9.000 ca nhiễm mới. Campuchia nỗ lực ngăn chặn người vượt biên trái phép. Bản tin tối ngày 12 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết cả nước đã ghi nhận thêm 2.949 ca mắc mới. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong hơn 2 tháng rưỡi qua. Trong đó có 1.183 ca cộng đồng. Cụ thể, số ca mắc trong nước từ 17 giờ ngày 11 tháng 10 đến 17 giờ ngày 12 tháng 10 gồm thành phố Hồ Chí Minh có 1.018 ca, Đồng Nai 501, Bình Dương 447, Tây Ninh 112, An Giang 111, Đồng Tháp 87, Kiên Giang 76, Bình Thuận 72, Long An 70, Bạc Liêu 51, Gia Lai 48, Khánh Hòa 38, Cà Mau 37, Hậu Giang 31, Cần Thơ và Trà Vinh 28, Tiền Giang 20, Hà Nam 18, Bình Định 12, Quảng Ngãi 11, Vĩnh Long 10, Bến Tre, Bình Phước và Quảng Bình cùng ghi nhận 9 ca, Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa cùng ghi nhận 8 ca, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu và Bắc Ninh có 7 ca, Phú Yên, Đắk Nông và Quảng Trị có 5 ca, Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và Kon Tum cùng ghi nhận 4 ca, Quảng Nam 3, Hải Phòng và Hải Dương 2, Lào Cai, Bắc Giang và Lai Châu cùng ghi nhận 1 ca. So với ngày trước đó, các tỉnh ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh giảm 509 ca, Đắk Lắk giảm 119 ca và Tiền Giang giảm 47 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.347 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đồng thời cũng có 93 ca tử vong được cập nhật. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh có 64 ca, Bình Dương 13, An Giang 4, Kiên Giang 3, Long An và Bình Định 2 ca, Ninh Thuận, Bình Phước, Đắk Nông, Hà Nội, Gia Lai 1 ca. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 12 tháng 10, theo số liệu công bố của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 846.230 ca mắc COVID-19. Số ca mắc trong nước từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 841.592 ca. Đã có 786.095 bệnh nhân đã được chữa khỏi và 20.763 ca tử vong. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về hướng dẫn tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Mục tiêu của nghị quyết là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, các ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19, đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn. Các địa phương có dịch bắt đầu lộ trình thích ứng an toàn, kiên trì thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong năm 2021. Cụ thể, hướng dẫn đưa ra 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch, gồm số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ tiêm vaccine và khả năng thu dung điều trị của các tuyến. Theo đó, sẽ có 4 cấp độ dịch tương ứng, ở cấp 1 là nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh, cấp 2 nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng, cấp 3 nguy cơ cao tương ứng với màu cam, cấp 4 nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Việc xác định cấp độ dịch này sẽ được đánh giá ở phạm vi nhỏ nhất là dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt hiệu quả. Theo đó, hoạt động tập trung trong nhà sẽ không tổ chức hoặc hạn chế người tham gia ở các vùng đỏ, cam, trong khi vùng xanh sẽ không hạn chế số người. Giao thông công cộng sẽ dừng hoạt động hoặc hạn chế hoạt động ở vùng đỏ, vùng cam. Các vùng còn lại đều được hoạt động, riêng vùng vàng giảm công suất. Lưu thông vận chuyển nội tỉnh, liên tỉnh đều được hoạt động ở cả 4 cấp độ, đảm bảo quy định phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải.
người vận chuyển bằng xe máy Grab được hoạt động, yêu cầu phòng chống dịch. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể quy định về số lượng người lưu thông. Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, công trình giao thông đều được hoạt động ở cả 4 cấp độ, yêu cầu có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tương tự, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, quán ăn cũng được hoạt động ở cả 4 cấp độ dịch và yêu cầu có kế hoạch chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch, riêng vùng đỏ phải hạn chế hoạt động. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như cắt tóc, làm đẹp, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, internet, trò chơi điện tử do địa phương quyết định ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hạn chế hoạt động ở vùng vàng, vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo sẽ dừng hoạt động ở vùng đỏ, hoạt động có điều kiện ở vùng vàng và vùng cam và chỉ được hoạt động ở vùng xanh. Các hoạt động tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hoạt động hạn chế ở vùng cam, vùng vàng và được hoạt động ở vùng xanh. Tương tự, các cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phải ngừng hoạt động ở vùng đỏ, hạn chế hoạt động ở vùng cam và được hoạt động ở vùng xanh, vùng vàng. Các địa điểm bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim, cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa, thể dục, thể thao được hoạt động ở vùng xanh, hạn chế hoạt động ở vùng vàng, vùng cam và ngừng hoạt động ở vùng đỏ. Trường hợp khi các địa phương áp dụng hướng dẫn này sẽ tạm thời không áp dụng quy định của chỉ thị 15, 16 và 19. Trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh hoặc cao hơn hướng dẫn thì cấp tỉnh phải báo cáo với Bộ Y tế, Thủ tướng để xem xét có chỉ đạo. Thưa quý vị, sau thời gian gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc mới cộng đồng, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện 2 ca mắc mới tại xã Phong Khê, chưa rõ nguồn lây, và từ đó ổ dịch đã có hàng chục F0. Hiện các ban ngành chức năng của tỉnh đang tập trung cho công tác truy vết dập dịch. Đến trưa ngày hôm qua, ngày 12 tháng 10, ngành y tế đã rà soát được 70 trường hợp F1 có liên quan đến 10 ca mắc mới. Thành phố Bắc Ninh cũng đang dồn toàn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19, quyết liệt xử lý dứt điểm ổ dịch trên địa bàn, tạm thời thực hiện phong tỏa và cách ly để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc toàn bộ người dân trong các khu vực tổ chức cách ly y tế. Theo đó, trong số các ca mắc mới này có 6 F0 là trẻ em học sinh trường mầm non trên địa bàn phường Võ Cường, nên thành phố Bắc Ninh đã cho học sinh trên địa bàn phường Võ Cường nghỉ học từ ngày 12 tháng 10 để rà soát lấy mẫu xét nghiệm, xác định rõ nguồn lây. Liên quan đến các khu vực dân cư có bệnh nhân sinh sống, học tập, đã có 4 tòa nhà thuộc các khu chung cư trên địa bàn thành phố đã phong tỏa tạm thời, gồm VCT, Cát Tường Thống Nhất, Cường Thịnh và trường mầm non Sao Mai để phục vụ điều tra truy vết. Theo thông báo mới nhất, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh này sẽ không áp dụng việc cách ly tập trung 7 ngày đối với hành khách đi về bằng đường hàng không. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ áp dụng theo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải tại quyết định số 1776. Cụ thể, hành khách về địa phương sẽ thực hiện biện pháp tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nơi cư trú, lưu trú 7 ngày hoặc cách ly tập trung 7 ngày nếu không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nơi cư trú, lưu trú. Trường hợp là người đến hay trở về để công tác, công vụ thì cần có kế hoạch làm việc và cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng hướng dẫn người dân cung cấp thông tin trực tuyến trước khi đến địa phương bằng đường hàng không theo địa chỉ liên như trên màn hình lúc này. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng cũng chính thức có hướng dẫn về việc đi lại đối với người dân khi đến hoặc về địa phương này trong điều kiện an toàn phòng chống dịch. Cụ thể, đối với trường hợp người dân đến và về thành phố Đà Nẵng từ địa phương có dịch, cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 thì cách ly tại nhà đủ 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy. Trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc tiêm đủ liều vaccine nhưng ngày tiêm liều cuối cùng chưa đủ ít nhất 14 ngày thì phải cách ly tại nhà đủ 14 ngày. Còn đối với trường hợp người dân đến và về thành phố Đà Nẵng từ địa phương khu vực không có dịch COVID-19, chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Riêng đối với người dân đang sống tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, phải thường xuyên di chuyển tại hai địa phương khi đến và về thành phố Đà Nẵng, thì không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, chỉ yêu cầu giấy tờ tùy thân và có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức chính quyền địa phương, xác nhận thường xuyên đi lại giữa hai địa phương. Đồng thời, tất cả các trường hợp trước khi đến và về thành phố Đà Nẵng cũng phải thực hiện đăng ký trên hệ thống trực tuyến, trên app Đà Nẵng Smart City hoặc vào mục trang khai báo y tế danang.gov.vn để khai báo y tế và lưu mã QR được cấp bằng hình ảnh hoặc in trên giấy.
tiếp tục hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua, Bệnh viện 199 Bộ Công an đặt tại thành phố Đà Nẵng đã cử đoàn y bác sĩ gồm 20 thành viên để chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng trong 3 đợt chi viện, Bệnh viện 199 đã đưa 90 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ vào thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Trước đó, Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã cử đoàn 50 y bác sĩ lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin liên quan đến vaccine. Thưa quý vị, mới đây Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân bổ đợt thứ 60 vaccine COVID-19 với hơn 1,3 triệu liều AstraZeneca cho 10 tỉnh, thành phố. Cụ thể, có 1.349.900 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ, trong đó Kiên Giang được nhận nhiều nhất với 240.000 liều, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 209.500 liều, Đồng Nai được phân bổ 200.000 liều, Cần Thơ nhận được 120.000 liều. 5 địa phương gồm Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, Tiền Giang, Tây Ninh và Bình Dương được phân bổ mỗi tỉnh 100.000 liều. Tỉnh Vĩnh Long được phân bổ 80.000 liều. Như vậy, đến nay, cả nước đã phân bổ 60 đợt với 87 triệu liều vaccine COVID-19 và số vaccine nước ta đã tiếp nhận đến ngày 10 tháng 10 là 87,7 triệu liều. Liên quan đến công tác viện trợ thiết bị y tế, ngày hôm qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đã tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ viện trợ. Có mặt tại buổi lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ và cho biết sẽ phân bổ số tủ lạnh này tới các đơn vị và địa phương theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu bảo quản vaccine COVID-19 cho phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn một số lưu ý về việc điều trị bệnh nhi F0 tại nhà, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa với FBNC ngay sau đây. Bác cũng đã có trình bày rất là rõ về cái phác đồ điều trị dành cho bệnh nhi F0 nói chung. Như vậy thì đối với lại bệnh nhi mà có triệu chứng cũng như là không có triệu chứng thì cái phác đồ điều trị nó có khác nhau hay không ạ? Bệnh nhi không có triệu chứng thì không có phác đồ điều trị gì cả, không cần phải uống thuốc gì cả. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, dùng nước cam, nước chanh để tăng sức đề kháng lên. Còn đối với bệnh nhi có triệu chứng là phải điều trị theo phác đồ. Dạ, phác đồ thì bác sĩ cũng đã có chia sẻ ban nãy trong cái báo cáo của mình rồi đúng không ạ? Và có một cái câu hỏi như thế này nè. Hiện nay đó thì nhiều gia đình khi mà có trẻ nhỏ bị cảm cúm hoặc là ngay cả bị COVID-19 thì thường thường là chọn cách xông cho trẻ. Và theo bác sĩ thì cái cách làm này có phù hợp hay không? Và nếu như mà có thể thực hiện được thì phải thực hiện như thế nào cho đúng cách? Xông mũi họng á, bằng thảo dược là một phương pháp hiệu quả để giảm nhẹ các cái triệu chứng của mũi họng như là khô rát hay nghẹt mũi. Tuy nhiên cái việc xông mũi họng á, cho em bé thì phải lưu ý. Tại vì tránh cái nhiệt độ cao dễ làm bỏng cái niêm mạc đường hô hấp trên. Nên phải cân nhắc có nên xông cho trẻ nhỏ hay không. Trẻ lớn thì dễ rồi, nhưng mà nên cân nhắc có nên xông cho trẻ nhỏ hay không. Nhiều khi bằng một cái khăn ấm bình thường thôi thì mình đắp lên mũi thì các cái triệu chứng của nghẹt mũi nó cũng đã giảm thiểu rồi, mà nó an toàn hơn. Thì có một cái cách là ví dụ như là cái độ nóng của cái khăn ấm thì mình để lên cái khăn và cái trên cái mu bàn tay đó, mình thấy cái nó vừa dễ chịu là chườm lên trên trán hoặc chườm lên trên mũi thì các cái triệu chứng đó cũng có thể được cải thiện. Trẻ nhỏ ở đây bác sĩ nói là có phải là trẻ dưới 1 tuổi là mình sẽ rất là khó để mà áp dụng cái việc xông, bởi vì cũng không biết là cái độ nóng cũng như là cái độ rủi ro khi mà xông cho trẻ dưới 1 tuổi. Rất là khó, mà vô tình làm cháu bị bỏng hết niêm mạc đường hô hấp thì nguy hiểm hơn nữa. Và không chỉ riêng vì việc xông mà có một thực tế rằng là khi mà trẻ nhỏ bị bệnh nói chung cũng như là bị nhiễm COVID nói riêng thì các gia đình, thành viên trong gia đình, ví dụ như cha mẹ, ông bà thường xuyên tranh cãi về cái vấn đề rằng là giữa cái cách chữa bệnh dân gian như là xông thảo dược như bác sĩ nói hay là cái cách điều trị y khoa hiện đại thì rất là có nhiều những cái tranh cãi như vậy. Thì bác sĩ có thể chia sẻ về vấn đề này và đặc biệt là có những cái sai lầm nào phổ biến mà quý vị và mà bác sĩ có thể chia sẻ với khán giả cũng như là để cho mọi người phòng tránh nó tốt hơn hay không? Cả Đông y và Tây y thì đều có những cái hay riêng, chứ không phải nói là Đông y không tốt hoặc là Tây y thì rất tốt, cho nên là không có phải như vậy, mà cả hai
đều có sự hỗ trợ cho lẫn nhau. Như cái thuốc mà Tây y ấy, được sử dụng là dựa trên những cái bằng chứng khoa học hiệu quả, người ta có nghiên cứu, có thống kê và có những cái test thử để đưa ra cái loại thuốc đó, và nó tinh chiết là đến hàm lượng microgram, miligram, gam, cho nên là cái hiệu quả của thuốc Tây ấy, thì được kiểm nghiệm chắc chắn. Nhưng mà còn cái thảo dược á, là cũng đã được lưu truyền bao nhiêu ngàn năm nay rồi, và đã rất nhiều người đã được điều trị bằng cái đông dược khỏi bệnh. Nhưng mà giáo ví dụ như là cái thuốc xông bằng thảo dược á, cái mùi hương rất là dễ chịu. Khi mình xông nhà thì bước vào nhà mà có cái xông bằng các vị thuốc bắc á, rất là thơm, và cái mùi nó thoang thoảng dễ chịu, và rõ ràng các cái triệu chứng hô hấp của người lớn á, có giảm xuống. Thứ hai nữa là những loại thuốc mà bồi bổ cơ thể đó thì của đông y thì cũng đã được xác nhận bao nhiêu ngàn năm nay là có hiệu quả. Đối với trẻ sốt thì ngay tại bệnh viện thì cũng có hai cách để làm giảm sốt. Một cách là lau ấm, một cách là lau mát. Tính đến 18 giờ ngày 12 tháng 10, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 239 triệu ca. Trong đó, số ca chữa khỏi là hơn 216 triệu ca và đã có hơn 4,87 triệu người trên thế giới tử vong vì đại dịch. Nga dẫn đầu châu Âu và cả thế giới về số ca tử vong trong 24 giờ qua với 957 ca. Hiện nước này có hơn 7,8 triệu ca mắc và hơn 217.000 ca tử vong. Ở khu vực Bắc Mỹ, Mỹ tiếp tục dẫn đầu khi có 406 ca tử vong trong 24 giờ qua. Hiện quốc gia này có hơn 45 triệu ca mắc và hơn 734.000 ca tử vong. Trong khi đó, Iran dẫn đầu châu Á với 276 ca. Hiện quốc gia này có hơn 5,7 triệu ca mắc và gần 123.000 ca tử vong. Chủ tịch tập đoàn dược phẩm khổng lồ Moderna của Mỹ mới đây cho biết họ sẽ không chia sẻ công thức chế tạo vaccine ra bên ngoài, lý do nhiều quốc gia không có đủ năng lực để sản xuất, nhất là điều chế cho phù hợp với các biến thể mới hoặc cho các đối tượng đặc biệt như trẻ em. Moderna tin rằng với sự nghiên cứu từ giai đoạn đầu cùng với nền tảng khoa học kỹ thuật tiên tiến, vaccine do họ phát triển để họ tự sản xuất là hợp lý nhất. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc Moderna chia sẻ công nghệ như họ đã cam kết trước kia. Trước đây, WHO kêu gọi các hãng dược lớn bãi bỏ quyền sở hữu trí tuệ trong phát triển vaccine để thế giới có thể sản xuất nhiều hơn, nâng tầm bao phủ rộng hơn. Tuy nhiên, các tập đoàn dược phẩm đã phản đối, vì như vậy họ sẽ mất đi lợi nhuận khổng lồ mỗi năm. Tuy nhiên, khi đó Moderna đã đồng ý. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mới đây cho biết, chính phủ dự kiến sẽ đẩy lên 100.000 liều vaccine tiêm chủng một ngày trong đợt tiêm hàng loạt đang diễn ra đến ngày 16 tháng 10. New Zealand hiện muốn bao phủ vaccine trước khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa thành phố Auckland. Thủ tướng Ardern hôm 12 tháng 10 kêu gọi các công dân trên 12 tuổi của đất nước hãy sắn tay áo vì quốc gia và biến New Zealand trở thành một trong những nơi được tiêm chủng nhiều nhất và được bảo vệ an toàn nhất trên thế giới. Cho đến nay, khoảng 2,44 triệu người, tương đương 58% dân số trên 12 tuổi, đã được tiêm chủng đầy đủ. New Zealand là quốc gia hầu như không có bệnh nhân trong phần lớn thời gian đại dịch, cho đến khi bùng phát biến thể Delta vào giữa tháng 8. Từ đó đến nay, New Zealand đã ghi nhận 4.345 trường hợp và 28 ca tử vong. New Zealand đã báo cáo 43 trường hợp nhiễm COVID-19 mới tại địa phương vào ngày 12 tháng 10. Phần lớn đều ở thành phố lớn nhất nước là Auckland, tăng so với 35 trường hợp một ngày trước đó. Hiện nay, 1,7 triệu cư dân Auckland vẫn bị phong tỏa từ giữa tháng 8 trong nỗ lực dập tắt sự bùng phát của biến thể Delta. Một số hạn chế đã được nới lỏng vào tuần trước, bao gồm cho phép rời khỏi nhà để kết nối với người thân ở ngoài trời, với gia hạn tối đa 10 người, cũng như có thể đi đến bãi biển và công viên. Chính phủ Hàn Quốc mới đây cho biết họ đang tìm cách chung sống với đại dịch bằng cách nới lỏng các quy tắc giãn cách, dần khôi phục hoạt động xã hội và thành lập một ủy ban để chuyển đổi sao cho các hoạt động diễn ra suôn sẻ và các doanh nghiệp quay lại làm việc sớm nhất có thể. Thủ tướng Hàn Quốc Kim Bo-kyum hôm 12 tháng 10 cho biết nếu tình hình trong tháng 10 được quản lý tốt, số bệnh nhân mắc mới giảm ổn định thì có thể đẩy nhanh sự phục hồi kinh tế như người dân mong muốn. Nỗi buồn của các chủ doanh nghiệp và người lao động tự do có thể được xoa dịu hơn một chút. Ông Kim nói rằng
Tỷ lệ tiêm chủng cao là điều quan trọng nhất để phục hồi từng bước. Ông thông báo hiện nay, gần 70% người lớn nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong 10 ngày tới, ông muốn chính phủ tăng tốc độ tiêm chủng càng nhiều càng tốt, để đạt được mục tiêu trên 70% toàn dân hoàn thành việc tiêm chủng. Ông Kim thông báo, tỷ lệ người nước ngoài nhiễm bệnh tại Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể, nhưng tỷ lệ tiêm chủng của họ tương đối thấp. Ông nói, chúng tôi liên tục yêu cầu người nước ngoài cư trú cần tích cực tham gia xét nghiệm chẩn đoán và tiêm chủng tại những nơi do cơ quan kiểm dịch hướng dẫn. Mọi người sẽ phải nộp tiền phạt nếu ở lại bất hợp pháp mà không đăng ký tiêm phòng. Khi người nước ngoài đi tiêm, họ không cần phải khai báo tình trạng nhập cư của mình. Bộ Tư pháp giải thích, điều này giúp khuyến khích những người đang nhập cư hoặc ở lại bất hợp pháp đi tiêm nhiều hơn. Một ủy ban để hỗ trợ chuyển đổi lại trạng thái bình thường mới sẽ được thành lập vào hôm nay, 13 tháng 10. Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ thảo luận về cách làm trở lại mọi thứ bình thường như cuộc sống hàng ngày trước khi đại dịch xuất hiện. Thủ tướng Kim nói tiếp, dựa trên cơ sở này, Trung tâm Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương sẽ vạch ra kế hoạch hành động cụ thể và thực hiện từng bước một. Ông kêu gọi các bộ và cơ quan ngang bộ nghiên cứu phân tích kinh nghiệm của các quốc gia khác và tích cực đề xuất các giải pháp thay thế để chuyển đổi sang trạng thái bình thường một cách an toàn và hiệu quả. Sự điều chỉnh cuối cùng đối với các quy tắc giãn cách xã hội sẽ được chính phủ công bố vào thứ Sáu tuần này trước khi chuyển sang sống chung với đại dịch vào tháng 11. Các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào tuần tới và duy trì trong 2 tuần tiếp theo. Một quan chức y tế cao cấp cho biết vào hôm thứ Ba 12 tháng 10 rằng, chúng tôi hiện đang làm việc cực lực để đưa ra các quyết định và công bố chúng vào thứ Sáu. Các hạn chế đối với tụ họp riêng tư và giờ giấc làm việc là một vấn đề cần được xem xét nghiêm túc. Để tiến tới phục hồi hàng ngày theo từng giai đoạn, chúng tôi đang xem xét cẩn thận các biện pháp gỡ bỏ kiểm dịch để tập trung vào những đối tượng đã được tiêm chủng, xem họ có những quyền ưu tiên gì. Số trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 hàng ngày ở Hàn Quốc vẫn trên 1.000 trong 4 ngày liên tiếp. Cơ quan dịch vụ nhập cư của Nhật Bản đã khởi động một nỗ lực để tăng tốc độ tiêm chủng cho người nước ngoài, bao gồm cả hỗ trợ ngôn ngữ và thông dịch cho họ khi đi tiêm. Động thái này diễn ra sau khi có các báo cáo về tốc độ tiêm chủng chậm ở người nước ngoài, với nhiều người không thể đặt lịch hẹn do rào cản ngôn ngữ hoặc khó lấy phiếu tiêm chủng. Trung tâm hỗ trợ cư dân nước ngoài ở Tokyo hôm 11 tháng 10 đã bắt đầu cung cấp hỗ trợ qua điện thoại bằng 18 ngôn ngữ cho các cuộc hẹn tiêm vaccine. Việc tiêm chủng hiện có sẵn tại các bệnh viện ở Tokyo, Osaka và Nagoya. Đối với những người không đăng ký cư trú, cơ quan sẽ thông báo cho các thành phố hướng dẫn tới địa phương về tận địa chỉ của người nước ngoài để có thể phát giấy mời đi tiêm. Theo trang web của trung tâm, họ nhận hẹn tiêm chủng qua 2 số điện thoại khác nhau. Mọi người có thể gọi vào khung giờ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều trong tất cả các ngày trong tuần. Trung tâm đã bố trí rất nhiều người có thể nói đa dạng ngôn ngữ khác nhau để tiếp chuyện các cuộc gọi, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt, tiếng Philippines, tiếng Khmer, tiếng Nepal, tiếng Indonesia, tiếng Miến Điện, tiếng Mông Cổ, tiếng Pháp, tiếng Sinhalese, tiếng Uru, tiếng Bengali. Trong 24 giờ qua, Nhật Bản ghi nhận 604 ca nhiễm mới và 14 bệnh nhân tử vong. Hôm 12 tháng 10, Bộ Y tế Ấn Độ đã khuyến nghị sử dụng khẩn cấp vaccine chống COVID-19 của hãng dược phẩm Rahab Biotech cho trẻ em dưới 12 tuổi, khiến công ty này trở thành nhà sản xuất vaccine nội đầu tiên có thể được chấp thuận sau khi cơ quan y tế đã xem xét dữ liệu thử nghiệm của họ ở trẻ em từ 2 đến 18 tuổi. Quyết định này được đưa ra khi Ấn Độ chuyển trọng tâm sang tiêm chủng cho trẻ em. Hiện Ấn Độ đã tiêm chủng hơn 950 triệu liều cho người lớn, trong số dân gần 1,4 tỷ dân của đất nước. Vaccine Covaxin của hãng Rahab Biotech sử dụng một loại virus bất hoạt với chức năng tăng cường miễn dịch, nằm trong số 3 loại đang được sử dụng ở Ấn Độ như một phần chương trình tiêm chủng cho người lớn. Ấn Độ cũng đã nộp đơn xin Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt vaccine Covaxin, dự kiến một quyết định sẽ được đưa ra vào cuối tháng này. Hiện tại, nếu không có sự chấp thuận của WHO, Covaxin khó có thể được chấp nhận như một vaccine hợp lệ trên toàn thế giới. Tiến sĩ Gadangdeep Khan, giáo sư tại Đại học Eastern Velour của Ấn Độ cho biết, trẻ em mắc bệnh đi kèm nên được chủng ngừa càng sớm càng tốt khi vaccine có khả năng sinh ra miễn dịch ở trẻ em đã được chứng minh hiệu quả. Đối với trẻ em khỏe mạnh, có nguy cơ thấp, có thể yên tâm đợi cho đến khi nhiều bạn khác hơn được tiêm chủng.
Praha Biotech bắt đầu thử nghiệm Covaxin ở trẻ em vào tháng 6 sau đợt COVID-19 thứ hai có sức tàn phá lớn do biến thể Delta gây ra, đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ phải lao đao. Dữ liệu cho nhóm tuổi từ 2 đến 18 tuổi của Covaxin hiện đã được tổ chức kiểm soát tiêu chuẩn thuốc của Ấn Độ xem xét kỹ lưỡng và bước đầu họ đã đưa ra các khuyến nghị tích cực. Bộ Y tế Thái Lan ngày 12 tháng 10 báo cáo trong 24 giờ qua, họ ghi nhận 9.445 ca nhiễm mới và 84 bệnh nhân tử vong, trong đó 9.244 người nhiễm từ cộng đồng và 201 ca trong nhà tù. Cùng thời gian, Thái Lan ghi nhận 11.452 ca nhiễm ra khỏi bệnh và về với gia đình, con số nhiều hơn số bệnh nhân nhiễm mới. Về số ca tử vong, Samut Rakan là địa phương dẫn đầu với 12 ca, tiếp theo là thủ đô Bangkok và tỉnh Nong Thaburi. Về số ca nhiễm mới, thủ đô Bangkok tiếp tục dẫn đầu với 1.170 ca, tiếp theo là Battani và Chonburi. Ngoài ra, Thái Lan cũng ghi nhận 13 ca nhập cảnh, gồm 1 từ Singapore, 8 từ Thụy Điển, 2 từ Phần Lan, 1 từ Mỹ và 1 từ Myanmar. Đại dịch đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân Campuchia, khiến nhiều người cố gắng bằng mọi cách kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Điều này khiến một số lượng không nhỏ cố gắng vượt biên bất hợp pháp để tìm việc ở Thái Lan, bất chấp nguy cơ gây lây lan dịch bệnh. Lực lượng an ninh Campuchia và Thái Lan đã nhiều lần ngăn chặn các công nhân và người lao động vượt biên để vào Thái Lan để tìm việc. Chỉ huy lữ đoàn bộ binh 513 quân đội Hoàng gia Campuchia, Trung tá Yu Sokun Pede nói với tin tức địa phương vào ngày 11 tháng 10 rằng, vào đêm ngày 10 tháng 10, ông đã triển khai lực lượng dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, khu vực Bantay Bay. Lực lượng được triển khai với sự hợp tác của các binh sĩ thuộc khu vực quân sự tỉnh Bantay Minchay, đã tuần tra và bắt giữ 20 người Campuchia, tất cả đều là nữ, đang có ý định trốn vào Thái Lan. Tất cả đều bị đưa đi thẩm vấn và giao cho lực lượng chuyên trách, giúp đỡ họ trở về quê nhà. Trước đó, vào đêm ngày 9 tháng 10, Trung tá Hem Rem thuộc lực lượng an ninh khu vực Thamor Buok thông báo các lực lượng của ông đã bắt giữ 10 đối tượng đang tìm cách vượt biên trái phép sang Thái Lan cũng vì mục đích tìm việc. Còn vào ngày 8 tháng 10, các binh sĩ Thái Lan đã bắt giữ 40 người Campuchia đang vượt biên tại hai địa điểm khác nhau. Ngoài vụ trên, lực lượng Thái Lan trước đó cũng đã bắt giữ 28 người Campuchia khác cũng vì mục đích tương tự là tìm việc làm. Theo truyền thông Thái Lan, chính quyền đang cố gắng thắt chặt an ninh để giải quyết vấn nạn vượt biên do nhiều người bị bắt giữ trước đó đã cho kết quả dương tính với COVID-19. Các gia đình ở thành phố Sydney của Úc đã cùng nhau đến những cơ sở chăm sóc người già, trung tâm mua sắm và nhiều nơi cung cấp dịch vụ khác sau hơn 100 ngày thành phố đóng cửa do sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Một số cuộc đoàn tụ đã diễn ra hết sức cảm động. Ông Phyllis Mohani, người sống trong một cơ sở chăm sóc người già, đã vui mừng khôn xiết khi gặp lại người vợ 60 tuổi của mình là bà Coralie. Cặp đôi đã ăn mừng sự tái hợp bằng cách nắm tay và chơi bài một lần nữa. Ông Mohani xúc động nói, tôi có thể bỏ lỡ việc chơi bài, nhưng thực sự tôi chỉ muốn nhìn thấy bà ấy và nắm bằng tay bà ấy. Đó mới là điều quan trọng. Bà nội Caroline Renan và Cathy Birose cũng đã đoàn tụ với con gái và cháu của họ. Cuối cùng họ có thể tận mắt nhìn thấy nhau sau đợt đóng cửa kéo dài của thành phố. Các quán trụ, các quán cà phê và cửa hàng bán lẻ đã mở trở lại ở bang New South Wales, quê hương của thành phố Sydney, khi mức tiêm chủng trong dân số trưởng thành của bang đã vượt qua 70%. Thưa quý vị, thông thường các trường hợp F0 sau khi điều trị khỏi COVID-19 đã trở nên khỏe hơn trong vòng vài tuần kể từ khi nhiễm bệnh. Nhưng hầu hết các trường hợp này đều mắc phải những biến chứng hậu COVID-19, trong đó có biến chứng thần kinh. Vậy những biến chứng thần kinh này cụ thể là gì? Ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh ra sao? Và đặc biệt là cách điều trị như thế nào? Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến của FBNC với bác sĩ được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 14 tháng 10 2021 trên các nền tảng của FBNC, bao gồm YouTube, Facebook, TikTok FBNC Việt Nam và Facebook phòng khám Vigo Health. Nếu có những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến nội dung này, quý vị có thể gửi ngay đến chương trình thông qua các bình luận bên dưới. Chương trình có sự góp mặt của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đặng Chí Hùng đến từ phòng khám Vigo Health. Kính mời quý khán giả đón theo dõi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin dịch COVID-19 hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong các bản tin hàng ngày được phát sóng trên kênh FBNC. Mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi.